Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều 26 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thảo luận tại tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tổ thảo luận số 10. Thảo luận tại tổ về luật khám bệnh chữa bệnh, các đại biểu đồng tình về sự cần thiết của việc sửa đổi và phạm vi điều chỉnh trong dự thảo luật. Đại biểu Lê Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phân tích, để giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân, cần có thêm quy định đối với khám sàng lọc cho người bệnh để dự phòng. Trong khi đó, các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng nếu đầu tư vào dự phòng thì hiệu quả về lâu dài tốt hơn, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng tốt hơn. Đại biểu đề nghị cần có sự điều chỉnh đối với phạm vi điều chỉnh và chính sách của nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. Cần phải quan tâm và đưa vào luật đó là các cái quy định về việc kiểm soát vượt tuyến, chuyển tuyến bất hợp lý cùng với việc phân hạng bệnh viện được áp dụng chung cho tất cả các tuyến, trong đó cho phép các bệnh viện tuyến huyện cấp 2 vẫn có thể trở thành bệnh viện tuyến huyện cấp 3, tuyến cấp 3. Và điều này thì bởi vì tôi nói cái điều này là bởi vì rằng ở các nước, bởi vì khi họ đã phân ra các cái bác sĩ gia đình từ cái khám primary care rồi đến các cái tuyến trên, thì khi nào và phải được cái tuyến dưới cho phép thì bệnh nhân mới được chuyển lên tuyến trên. Thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật thanh tra năm 2010 nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác thanh tra trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng. Liên quan đến một số điều khoản cụ thể của luật thanh tra sửa đổi, đại biểu Hà Đức Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nêu ý kiến. Đề nghị là cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa thẩm quyền, đình chỉ việc thi hành quy định do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với hiến pháp và pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra phù hợp với cả luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật liên quan khác. Tiếp tục chương trình làm việc sáng 27 tháng 5 năm 2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi.